buổi tối đêm nay sẽ lên cái trình tiếp, và cái clip này thật sự chỉ có trên fanpage Dung Nhất Lộ thôi. Quý vị mà đang theo dõi trên fanpage thì thấy được những hình ảnh của mọi người đây chứ. Còn chúng ta xem chúng ta xem các bạn thấy đây clip đấy, một ca đó để cho các bạn tỏa sáng sân khấu. Hồi nãy Trường giới thiệu với các bạn là âm thanh nè, ánh sáng nè, băng nhạc nè, để giúp cho các bạn tỏa sáng, thì một phần không kém phần quan trọng đó chính là một ca làm cho các bạn thí sinh có thể lộng lẫy trên sân khấu. Chúng ta thấy bây giờ phấn chấn đó, anh Lê Hùng đang mặc đồ đó, và giới thiệu với bên đây là ba Bảo Ly là một trang ba giấy má là một trang thôi. Thấy em cứ quần của anh Trung bây giờ là đang lo tất cả các bộ đồ cho các sinh má. Thật thử trước ở giường không? Làm trong nhà cậu 17 năm là má làm hết rồi. Dạ, nhưng mà trong 17 năm đó thì có cái gì? Mê bộ đầu đó.
Để đưa lẩu tay đi, đưa lẩu tay đi. Chị Loan thanh thuốc cung đàn
mấy bạn bè dâu là mấy đoàn tâm tình. Quê hương mình yêu lắm anh nói, đất ô minh như lòng người chung thuê. Bên nhau